Điện thoại mắc quá, học sinh sinh viên gì có tiền mà mua. Phương án tốt nhất là mua điện thoại cũ. Nhưng mà ở đâu? Ở Safonet nè. Đầy đủ các dòng Android cũ như Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, mà giá chỉ từ 1.590.000. Điện thoại cũ mà ngoại hình bên ngoài như mới, yên tâm hơn vì có bảo hành cả nguồn và màn hình trong 6 tháng. Ngoài ra, học sinh sinh viên còn được giảm 5% và trợ giá 500.000 khi lên đời. Mua ngay tại Safonet.